Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn những cái sản phẩm đang có tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Để anh chị nào có nhu cầu về sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu những sản phẩm này nha các anh chị. Toyota Fortuner máy dầu số sàn, sản phẩm được bên Huy mới vừa lái về, sản xuất vào năm 2012. Máy dầu thì anh chị biết rồi, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, giữ giá, cực kỳ giữ giá luôn các anh chị. Đèn anh chị nhìn ha, đèn ga lăng. Xe này thì bên Huy mới vừa lái về và đang đợi làm Marukuri. Xe được chủ xe trang bị ghế da, DVD camera da. Do là xe mới vừa lái về và chìa khóa thì bên chỗ bộ phận kỹ thuật đang giữ, cho nên là Huy chưa thể quay chi tiết cái phần nội thất cho anh chị xem. Và sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 547 triệu, biển số thành phố. Xe màu xám nha các anh chị nha. Màu xám lông chuột. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. Honda City bản cao cấp, bản top nha các anh chị. Biển số thành phố màu đỏ mặn, mới đi được có 25.000 số thôi, sản xuất vào năm 2019. Hệ thống đèn trang bị là full đèn LED, mâm 16 inch. Xe được trang bị tới 6 túi khí, công tắc ra và cửa thông minh, khởi động bằng nút bấm startup thông minh, cùng với hệ thống cruise control chạy ga tự động, và những hệ thống như ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc đều có hết các anh chị. Đầu DVD kết nối camera gear, cảm biến gear thì có tới 4 cảm biến gear luôn. Ghế da rộng rãi, thoải mái, gia đình sử dụng tuyệt vời các anh chị. Mới đi chỉ có 25.000 cái số, ODO chuẩn cho anh chị luôn. Và ngoại thất của xe còn rất là đẹp, hầu như là còn nguyên bản các anh chị. Với giá bán hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 515 triệu. Honda City bản top nha các anh chị nha, bản cao nhất của Honda City. Ok, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. Fortuner máy xăng 2013 nha các chị, xe một cầu, máy xăng, một sản phẩm rộng rãi, thoải mái, gia đình sử dụng khá là ok các anh chị, 7 chỗ nha. Xe được sản xuất vào năm 2013, cuối năm 2013, đi được 98.000 cây số, 98.000 cây số, biển số Vũng Tàu. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 538 triệu nha các anh chị. Xe được chủ xe trang bị bộ ghế da mới, cùng với đó là màn hình Android. Màn hình Android thì có chế độ dẫn đường cũng như là ghi hình luôn các chị. 538 triệu. Màu bạc nha, xe màu bạc. Có một trần lót sàn đầy đủ hết các anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình thì anh chị liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu 2013, cuối 2013 này các anh chị. Toyota Fortuner TRD Sportivo các anh chị, với thiết kế rất là thể thao, cùng với độ cứng cáp và chất lượng của sản phẩm đã được Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng. 2016 đi mới có chỉ 52.000 cây số thôi các anh chị, 52.000 cây số, với những cái option như là những cái ốp bảo vệ ở phía cửa, dán phim che mưa, ghế da, DVD camera gear, camera hành trình, đầy đủ hết các anh chị. Thì sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 730 triệu. Xe này gốc ở thành phố, cho nên anh chị nào có hộ khẩu ở thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Và chất lượng của sản phẩm còn rất là mới và đẹp các anh chị. 52.000 cây số với giá bán là 730 triệu, kiểu dáng thiết kế rất là đẹp. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. Toyota Fortuner máy dầu số tự động các anh chị, mẫu mới. Xe này được sản xuất vào năm 2021. Được chủ xe trang bị khá là nhiều những cái phụ kiện xịn sò các anh chị. Camera 360 độ. Xe này đây là mẫu mới nha. Mẫu mới thì anh chị biết rồi, Fortuner máy
dầu số đồng mẫu mới thì option đầy đủ, không thiếu thứ gì. Sản phẩm này mới đi được có 25.000 km, 25.000 km. Xe trang bị đèn LED, công tắc ra vào cửa thông minh, công tắc lên xuống kính, auto một chạm chống kẹt ở tất cả các cửa, có chế độ lái chuyển số trên vô lăng và cruise control luôn anh chị. Đầu DVD thì được chủ xe nâng cấp lên đầu DVD Android, DVD Android nha các chị. Hộp số tự động 6 cấp, ghế chỉnh điện, hộp số có chế độ Eco Power đầy đủ các anh chị. Gương chống chói tự động, ghế bên phụ cũng được chỉnh điện luôn. Và đây là mẫu mới nhất của Fortuner. Và hiện tại sản phẩm này biển số thành phố và bên Huy đang chào bán với giá là 1.040.000 nha các anh chị. 1.040.000 màu đồng anh kim. Toyota Fortuner máy xăng một cầu phiên bản đặc biệt TRD Sportivo, kiểu dáng thiết kế rất là đẹp, biển số thành phố. Xe đi được 64.000 km và bảo trì bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ và đều. Xe mua tại Toyota Cần Thơ. Những cái option như là nẹp chân kính, dán phim, rồi che mưa, ốp chén cửa, chống va đập, rồi ghế da, ốp bật lên xuống, bảo vệ phần bàn đạp ga, bàn đạp thắng, rồi hiển thị thông tin trên màn hình. Odo chuẩn của xe là 64.000 km, đầu DVD, camera dê, cả biến áp suất lốp, bọc trần 5D, lót sàn, rất là xịn sò. Cốp điện, gương gập điện. Sản phẩm này hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 730.000 nha các chị. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ. Chevrolet Captiva các anh chị, sản xuất vào năm 2016. Xe được trang bị rất là nhiều những option và những cái tính năng an toàn hiện đại, như đèn LED chiếu sáng ban ngày, chế độ rửa đèn pha, cảm biến khoảng cách ở phía trước tới 4 cảm biến, cùng với đó là những cái tính năng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang, rồi cảnh báo va chạm, cũng như là cảnh báo điểm mù, có đầy đủ. Công tắc ra vào cửa thông minh. Và xe được trang bị rất là nhiều những cái option hiện đại, cruise control, xe ghế da, ghế tài chỉnh điện. Đây là một chiếc SUV, 7 chỗ gầm cao, rộng rãi, thoải mái, gia đình sử dụng, tiện lợi các chị nha. Thì sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 560.000, xe biển số thành phố, đi được 83.000 km, xe 7 chỗ. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe SUV Chevrolet Captiva 7 chỗ rộng rãi thoải mái này. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình các anh chị. Huy sẽ cập nhật cho anh chị những sản phẩm mới nhất khi về tại công ty.